Rồi đẹp nha các bạn. Ok, tiếp theo là một chiếc Oranger màu trắng này. Đây, đây có một cái lốp xe cua nha. Đây, mở cửa. Yeah, here we go. Yeah, ok, tiếp theo là đến một chiếc xe cấp cứu, đó là dễ thương nha. Yeah, so cute. Này rất là dễ thương nha các bạn. À, mất cũ nha. Ok, let's go. Yeah. Còn đây là một Mercedes thứ 6 bán các bạn. Này, đây có một cái lốp sạc cuốn. Here we go. Oh, đây là siêu xe nha. Còn đây là một chiếc Audi các bạn này. À đâu, chiếc Bentley chứ. Nhầm. Này. Here we go. Wow, rồi. Ok luôn. Còn đây là một chiếc DHL này. Để giao hàng nha các bạn. Đây, chuyển giao hàng nha. À, mở. Đây. Yeah. Ok. Đây. Đây là đẹp nha. Here we go. Wow. Ok. Tiếp theo là một chiếc Land Rover nha. Đây. Wow. Phía sau có một cái lỗ sơ cua này. Mở cửa đường. Here we go. Wow. Thật là mạnh.